Tự ý phá bỏ hàng rào hộ lan để mở đường ngang là tình trạng diễn ra phổ biến dọc theo tuyến đường sắt Bắc Nam. Đây là một trong những lý do vì sao trên cả nước hiện vẫn có tới khoảng 4.200 đường ngang dân sinh trái phép. Đó là theo thống kê của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, còn trên thực tế, con số này còn lớn hơn nhiều. Ghi nhận sau tại khu vực huyện Thường Tín, Hà Nội, để thấy được vì sao tai nạn đường sắt thì vẫn cứ xảy ra ở đường ngang, nhưng hàng rào đường sắt thì bị phá bỏ không thương tiếc. Và rồi đường ngang thì vẫn cứ liên tục được mở ra như là cửa vườn của mỗi nhà dân. Đường sắt Bắc Nam đoạn qua xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội. Những đoạn hàng rào hộ lan chỉ còn trơ lại cột. Chỏng trơ, siêu vẹo như một đống sắt vụn trên đường. Cách đó không xa là những chiếc cầu san sát được gia cố bắc ngang qua đường sắt. Tai nạn đường sắt cũng từ đây mà ra. Nó rất là nguy hiểm, nhưng đối với người ta cửa nhà người ta không có thì người ta bắt buộc người ta phải tháo thằng người ta đi. Đấy, vì tất cả bên trong cái hành lang bên này là chưa có, nếu mà có rồi thì người ta không bao giờ tháo đâu. Vậy ý thức của người mà họ làm thế là trái pháp luật, nhưng mà vì là cái thói quen người ta là đang đi nó gần, tự dưng người ta đi xa là người ta thấy không hợp lý người ta làm. Nhưng sau lúc đến khi mà ta thấy có đường gom dần dần là cái ý thức người ta là dần dần là đưa vào quy củ để người ta lại thôi, có đường gom thì chắc chả ai muốn đi qua đường sắt làm gì. Có đường gom dân sinh đầy đủ và không phải mất công mất sức phá hàng rào hộ lan lấy lối đi. Tuy nhiên, những người dân khu vực thị trấn Thường Tín, Hà Nội lại có những sáng kiến khác mà theo họ là để thuận tiện hơn. Ở những nơi mà không có đường gom thì người dân đã vin vào lý do như vậy để có thể tháo dỡ hàng rào hộ lan và mở ra những lối đi trái phép. Tuy nhiên thì tại những khu vực mà có đường gom như thế này thì những cái thanh sắt rất là chắc chắn vẫn bị người dân là tự ý cắt ra và tạo ra những cái then cài hoặc là những cái khóa để có thể mở ra mở vào tùy theo nhu cầu sử dụng. Và rõ ràng ở đây thì vẫn là câu chuyện về ý thức. Với người dân ở đây thì đây có thể là một sự tiện lợi, nhưng mà theo tôi thì đây lại là một cái sự vô trách nhiệm với chính cái tính mạng của mình và với cái sự an toàn của người thân. Đặc biệt là tại khu vực này lại có khá nhiều em nhỏ. Những then cài liệu rồi có đủ để đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ ngây thơ ham khám phá xung quanh này?